Chiều nay 20 tháng 10, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã có buổi tập trên sân Tam Kỳ để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà Quảng Nam. Đây là trận đấu cuối cùng của V-League 2019 và quyết định đến thứ hạng chung cuộc của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Hiện tại, Sông Lam Nghệ An đang xếp ở vị trí thứ 5 với 34 điểm, ít hơn Than Quảng Ninh 2 điểm. Đồng thời, Sông Lam Nghệ An cũng sẽ cạnh tranh tấm huy chương đồng tại V-League 2019 với các đội bóng là BKM Bình Dương và SHB Đà Nẵng. Trong buổi tập, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho các học trò tập thả lỏng, các trò chơi mang tính giải trí cao và cuối cùng là những tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Trận này, Sông Lam Nghệ An không có tiền đạo Hồ Tuấn Tài và Phan Văn Đức cùng thủ môn Nguyên Mạnh đang gặp chấn thương. Theo đó, thủ môn Trần Văn Tiến sẽ là người đứng trong khung thành của Sông Lam Nghệ An. Hai trận đấu thi đấu V-League vừa qua thì em cảm thấy mình cũng làm là khá tròn vai của người thủ môn. Và tại vì ít được ra sân đến tình ổn định và thường xuyên để có phong độ tốt nhất thì cũng hơi khó. Tất nhiên được thi đấu với một hàng thủ tốt thì mình sẽ được có những phần lợi rất nhiều. Họ thi đấu rất tốt thì sẽ giảm tải được áp lực cho mình và ít mắc sai sót. Đội tuyển Quảng Nam thì lượt về họ đã bổ sung được những nhân tố rất chất lượng và về mặt lối chơi và thành tích của đội bóng thì được cải thiện đáng kể và họ là một đối thủ khá là khó chịu. Không chỉ riêng em, tất cả các thủ trong đội bóng thì vào trận đấu ngày mai thì quyết tâm hết khả năng có thể của mình để giành một kết quả tốt nhất. Và đến thực tế thì Sông Lam vẫn còn cửa để vào top 3 và toàn đội sẽ làm hết khả năng để có thể giành những mục tiêu đó. Trong quá khứ, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 18 lần. Sông Lam Nghệ An giành 8 chiến thắng, 4 trận hòa và 6 trận thua. Thành tích trên sân khách của đội bóng xứ Nghệ tại Tam Kỳ là 2 thắng, 3 hòa và 4 thua. Ở trận đấu lượt đi, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng 2-0 với các bàn thắng của Michael Olaha và Phan Văn Đức. Trước vòng đấu cuối, Sông Lam Nghệ An tiếp tục là đội bóng có hàng thủ tốt nhất V-League 2019 với chỉ 24 bàn thua, ghi được 30 bàn thắng. Trong khi Quảng Nam đã có 36 bàn thua nhưng hiệu suất ghi bàn của họ tốt hơn Sông Lam Nghệ An với 41 bàn thắng, trung bình 1,64 bàn trên một trận.